vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo rằng, nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ, nhưng không là thánh thần, nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục dạng lời tình nhân gian, nên không còn tiếng khóc, nên không còn tiếng trách, nên không biết kêu than, nên tôi rất bơ vơ, nên tôi rất dại khờ. Vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo rộng, nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ, nhưng không là thánh thần, nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục tưởng đời nhiều hạnh phúc, nên tin lời thiêu nữ như tin vào nước Chúa. Câu kinh sớm chưa yêu, câu kinh tối chưa mê, nên mất mát ê chê. Mất vì tin, tín đồ là người tình, có ngờ đâu người tình là ác quỷ, ác quỷ đầy quyền năng, giam tôi trong tín đồ. Tín đồ là người tình, người tình bỏ tôi đi, thiêu hủy lòng tin si. Người tình bỏ tôi đi, thiêu hủy lời kinh xưa. Người tình bỏ tôi đi, giao đường buôn lễ thế. Lời kinh xưa vì tôi là linh mục chưa rửa tội bao giờ, nên âm thầm qua đời tội ác còn trong tôi. Vì tôi là linh mục, vì tôi là linh mục, người ơi một linh mục. Rất dài khờ.